Mới đây, công ty cổ phần IGG Hạ Long đã tổ chức lễ ra mắt dự án IGG Hạ Long tại Hà Nội. Được biết, dự án là tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ tiêu chuẩn 5 sao, tọa lạc tại vị trí đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long. Dự án có tổng diện tích 10.599m2, trong đó diện tích xây dựng là 8.222m2, quy mô 2 tòa tháp chung cư 36 tầng với 2 tầng hầm, 35 tầng nổi và các sản phẩm khác như shop house, duplex và mật độ xây dựng khối tháp là 33%. Sân đỗ trực thăng cộng với lại ánh sáng đẹp từ sân bay hướng lên phía trên trời và tòa nhà được ví như là một ngọn hải đăng của vịnh Hạ Long. Dự án được ra mắt tại thị trường Hà Nội đã thu hút sự quan tâm đông đảo của khoảng 800 nhà đầu tư cũng như người dân tại thủ đô. Theo dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và bàn giao cho khách hàng vào quý 2 năm 2021.